kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 4 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Trước tình hình thành phố Hà Nội những ngày gần đây liên tục xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thành phố. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập các tổ công tác nhằm tháo gỡ lưu thông tiêu thụ nông sản, không để chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong mùa dịch. Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước tình hình thành phố Hà Nội trong những ngày gần đây liên tục xuất hiện nhiều ca F0 ngoài cộng đồng, trong sáng nay, 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra điểm tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 tại quận Cầu Giấy, kiểm tra đột xuất một cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội, kiểm tra công tác cách ly y tế một tòa nhà chung cư và một khu cách ly tập trung tại quận Hoàng Mai. Tại Sở Chỉ huy công tác phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch của thành phố. Hà Nội luôn có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Tuy nhiên, thành phố đã quyết định rất kịp thời, đúng thời điểm khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chống dịch như chống giặc, đây là ý chí của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Việc bảo vệ Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng. Chính vì thế, Hà Nội cần phân định rõ ràng hơn, trách nhiệm, kiểm soát triệt để hơn, có cơ chế tiếp thu ý kiến của người dân, luôn luôn có phương án dự phòng, chủ động trong mọi tình huống. Thần tốc, nhanh nhưng phải chắc, truy vết chỗ nào, chắc chỗ đó, không bỏ lọt. Ngay từ khi vùng đỏ đang có ít thì giữ bằng được, bảo vệ bằng được vùng xanh. Phải huy động cả người dân vào cuộc để chính người dân có ý thức bảo vệ, giữ bằng được vùng xanh của mình. Nếu làm tốt ở từng khu, từng cụm thì sẽ giữ được thành phố. Phó Thủ tướng chỉ đạo, Hà Nội cần ra soát lại năng lực xét nghiệm, nhanh chóng tìm phần mềm công nghệ thông tin để liên thông kết quả xét nghiệm giữa các đơn vị thực hiện xét nghiệm từ cấp xã, phường lên thành phố. Chợ đầu mối Long Biên Hà Nội đang phong tỏa thực hiện cách ly y tế từ trưa ngày 3 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới do liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2. Trước đó vào ngày 1 tháng 8, quận Ba Đình đã phong tỏa khu vực kinh doanh hải sản của chợ Long Biên do liên quan đến một ca nhiễm COVID-19 có địa chỉ tại huyện Thanh Trì. Chợ Long Biên là chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội với trên 1.200 hộ kinh doanh. Đây là chợ đầu mối thứ tư của Hà Nội bị phong tỏa do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. Trước đó, chợ đầu mối phía Nam ở quận Hoàng Mai, chợ đầu mối Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, chợ Minh Khai, Bắc Từ Liêm đã lần lượt bị phong tỏa. Sau khi một số chợ đầu mối và cơ sở kinh doanh hàng hóa thực phẩm thiết yếu tại Hà Nội bị đóng cửa do có ca nhiễm COVID-19, Bộ Công Thương đã phát công văn khẩn về việc bảo đảm an toàn dịch bệnh, duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thành phố Hà Nội. Sáng ngày 4 tháng 8, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 1.032 ca mắc mới, là địa phương có số ca mắc cao thứ hai tại Việt Nam với hơn 20.000 bệnh nhân sau thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, tỉnh Bình Dương đang gấp rút và quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, cùng với đó là kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Phóng viên Công Trung sẽ thông tin thêm chi tiết. Xin chào quý khán giả. Trên nhiều tuyến đường tại tỉnh Bình Dương hiện nay không khó để bắt gặp những cái khối bê tông hoặc là những hàng rào cứng ngăn đường như thế này. Đây là một trong những biện pháp quyết liệt của cơ quan chức năng tỉnh này đề ra để hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết. Ngay cả trong nội tỉnh thì người đi từ vùng nguy cơ cao sang vùng nguy cơ thấp cũng có thể phải cách ly. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thì số ca mắc mới đang có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên tỉnh Bình Dương cũng đã tăng năng lực điều trị F0 nhanh chóng, khi mới đây đã đưa vào hoạt động thêm 2 bệnh viện dã chiến và quyết định thành lập thêm nhiều bệnh viện điều trị F0, trong đó có 2 bệnh viện dành cho người nước ngoài. Song song với công tác điều trị thì tỉnh Bình Dương cũng tăng cường công tác tầm soát. Dự kiến trong tuần này sẽ thực hiện xét nghiệm xong cho công nhân ở tất cả các nhà máy trên địa bàn tỉnh. Trong cuộc họp sáng ngày 3 tháng 8 thì Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh về chỉ tiêu tiêm vaccine phải đạt tối thiểu là 100.000 liều một ngày. Ngành y tế phải tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, bố trí đầy đủ lực lượng tiêm ngừa, đồng thời xã hội hóa thêm cho các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở y tế tư nhân có đủ điều kiện tiêm chủng.
Trong thời gian qua thì Bình Dương cũng đã kịp thời hỗ trợ cho hơn 20.700 lao động không giao kết hợp đồng hay còn gọi là lao động tự do. Dự báo là sẽ vẫn còn nhiều khó khăn trong thời gian tới bởi vì số ca mắc mới được phát hiện thì vẫn còn cao. Tuy nhiên trong những ngày qua thì cũng có tín hiệu tích cực là số lượng bệnh nhân được điều trị và xuất viện cũng tăng lên. Chỉ riêng trong ngày 3 tháng 8 thì đã có 272 trường hợp được cho xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh và được cho xuất viện trong đợt dịch lần thứ tư này lên hơn 1.930 người. 10 tấn vật tư trang thiết bị y tế hiện đại nhất miền Bắc được vận chuyển bằng đường sắt để chi viện cho Bệnh viện Dã chiến số 16 của Thành phố Hồ Chí Minh đã tới ga Sài Gòn vào ngày 3 tháng 8. Đây là số trang thiết bị y tế hiện đại từ Trung tâm Hồi sức tích cực Bắc Giang. Qua đó sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai những kỹ thuật cao như hồi sức suy hô hấp, hồi sức tim, phổi, thận, đặc biệt là phương pháp điều trị trao đổi oxy ngoài cơ thể ECMO nhằm phục vụ điều trị hiệu quả cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Dự kiến trong ngày 4 tháng 8, một lô thiết bị y tế khác do Bệnh viện Việt Đức gửi bằng tàu hỏa cũng sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách. Đây là yêu cầu của Thủ tướng và đã được các tỉnh thành quán triệt từ 4 ngày nay. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo hỗ trợ những người dân đang trên đường, những người đã rời các tỉnh thành từ trước ngày 31 tháng 7. Những ngày vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã tích cực phối hợp tổ chức phân luồng từ xa, dẫn đường và kết hợp với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo đảm người dân về quê an toàn. Đèo Lò Xo, tỉnh Quảng Nam, giáp danh tỉnh Kon Tum. Những người lao động này đi bằng xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 1 tháng 8. Họ được lực lượng chức năng nhắc nhở đảm bảo giãn cách phòng dịch, được tiếp sức bằng thực phẩm, nước uống, xăng xe. Đà Nẵng là 130 cây số, đường rất là khó đi. Bà con cố gắng là đi chậm, giữ an toàn, giữ khoảng cách nha. Chúc bà con về tới nhà thuận lợi bình an. 130 km qua rừng, núi quanh co, nhiều đoạn đường khó đi. Một bên vách núi, một bên vực suối hiểm trở. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam đã dẫn đường cho đoàn người đi xe máy để đảm bảo an toàn giao thông. Còn tại ranh giới giữa hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, người dân từ các tỉnh phía Nam về quê được bố trí sẵn chỗ nghỉ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19. Em ở Thành phố Hồ Chí Minh về và em ở lại đây được 48 và được hỗ trợ bánh và nước. Em về đến đây là được tổ công tác hỗ trợ bữa ăn và có săn xe cho để em về quê. Em rất cảm ơn cán bộ nhân viên. Chúng tôi huy động tối đa về lực lượng cũng như phương tiện và nâng cao cái tinh thần trách nhiệm để kịp thời hướng dẫn bà con chấp hành việc là khai báo y tế, là thực hiện công tác phòng chống dịch. Kể từ ngày 1 tháng 8, những trường hợp ra khỏi địa phương sở tại đều được lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch yêu cầu quay đầu. Còn với các trường hợp đã ra khỏi vùng dịch phía Nam từ trước ngày 1 tháng 8 nhưng vẫn chưa về đến quê tại miền Bắc, thì lực lượng cảnh sát giao thông được giao trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân, bố trí xe để giúp người dân về đến địa phương an toàn. Đi chợ giúp dân, đó là hoạt động thường ngày của một tổ COVID cộng đồng trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là một địa bàn có nhiều người cao tuổi và người có bệnh nền. Việc đi chợ hộ là nhằm giúp người dân hạn chế tiếp xúc, nhất là khi Hà Nội đang phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. 0,5 kg thịt ba chỉ, cá chấm 3 kg, 20 trứng gà. Ông Tiến năm nay đã ngoài 70 tuổi, mắt đã kém. Chân tay cũng thường xuyên đau mỏi. Thế nhưng sáng nay, ông cùng với hai thành viên của tổ COVID cộng đồng phân công nhau đi chợ giúp người dân trong khu phố. Tôi chuẩn bị cả giọt để đi chợ, để mua giúp người dân, để cho tránh dịch bệnh. Chúng tôi thì cũng là toàn những người là nhiều tuổi. Do vậy mà cái đảm bảo về cái phòng chống dịch nó là an toàn, nó là hàng đầu. Khi chúng tôi làm nhiệm vụ xong, về đến nhà phải làm các thủ tục sát khuẩn để bảo vệ cái tình hình sức khỏe của mình. Người dân đăng ký mua đồ qua điện thoại hoặc Zalo. Đồ tươi sống thì tổ mua ngoài chợ. Còn rau củ quả thì mua trong siêu thị. Cháu ơi, trứng gà nhưng mà nó không có trứng gà ta đâu, nó chỉ có trứng gà công nghiệp thôi. Có được không? Các cô thì dậy từ lúc 5 giờ đi mua hàng cho dân thì rất là vui, cũng không có cái gì là cái vất vả cả.
có chút sức khỏe nào thì đóng góp cho đất nước để đẩy lùi dịch bệnh. Bà con nhờ giúp đỡ là những người già, gia đình có người đau ốm, trẻ nhỏ. Nhà thì lại có con nhỏ, ra ngoài để mua thực phẩm ấy thì thật sự là rất là lo lắng. Cũng rất may là các bác ở tổ dân phố đã quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ. Gia đình cảm thấy là mình thực sự là được bảo vệ và an toàn. Cũng rất là yên tâm để ở nhà chống dịch và cũng rất là cảm ơn các bác. Tổ dân phố số 6 có hơn 700 hộ với gần 2.000 dân, trong khi tổ đi chợ giúp dân do ông Tiến thành lập chỉ có 16 người. Ông Tiến dự định với số đơn tăng cao thì ông và tổ sẽ tổng hợp. Những mặt hàng đặt được sẽ liên hệ trực tiếp với các siêu thị hay đầu mối bán thực phẩm để giao hàng tận nơi tới nhà bà con. Sau đây là những thông tin nổi bật trên các trang báo điện tử trong và ngoài nước 24 giờ qua. Theo trang The Star của Malaysia, trong khi nhiều lĩnh vực kinh tế đang gặp khó khăn, thì thương mại điện tử Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng bất chấp đại dịch. Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương phát hành tháng 7 cho thấy, Việt Nam có số lượng người mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử cao nhất trong khu vực Đông Nam Á với gần 50 triệu người. Thị trường thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam đạt doanh thu 11,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, tăng 18% so với năm 2019. Tốc độ tăng trưởng này thấp hơn mức trung bình 20% mỗi năm trong giai đoạn 2015-2019, nhưng vẫn là một con số ấn tượng trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những thị trường thương mại điện tử năng động nhất ở Đông Nam Á. Trang Le Courrier du Việt Nam của Thông tấn xã Việt Nam phiên bản tiếng Pháp trích dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp trong nửa đầu năm 2021 đạt 1,56 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,39% so với cùng kỳ năm 2020. Điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Pháp đạt 282,1 triệu đô la Mỹ, tiếp đến là giày dép và hàng dệt may. Những mặt hàng tăng kim ngạch xuất khẩu sang Pháp gồm phương tiện vận tải và phụ tùng, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, máy công cụ và phụ tùng, sản phẩm nhựa, trái cây, đá và kim loại quý, cao su, hạt tiêu và sản phẩm gốm sứ. Pháp hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam trong EU, chỉ sau Hà Lan, Đức, Áo và chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU. Xuất khẩu hạt điều dự báo tăng trưởng khả quan trong quý 3 năm 2021. Đây là bài viết được đăng tải trên trang web của Trung tâm Thông tin Thực phẩm Trung Quốc. Bài viết trích dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 324.000 tấn, trị giá 1,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,4% về lượng và tăng 14% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Các chuyên gia nhận định xuất khẩu hạt điều trong quý 3 trong năm 2021 sẽ tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu nhập khẩu của các thị trường Hoa Kỳ và EU tăng theo yếu tố chu kỳ. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của làn sóng COVID lần thứ tư sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, vận chuyển hạt điều của Việt Nam, khiến giá hạt điều của Việt Nam khó cạnh tranh so với Ấn Độ và Brazil. Những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Việt Nam đã vượt Bangladesh trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai trên thế giới trong năm 2020. Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Bản tin xin được tiếp tục. Việt Nam đã vượt Bangladesh trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới với trị giá 29 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Đây là thống kê mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Với kết quả này, Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc và vượt Bangladesh về bán hàng may mặc trên toàn cầu. Sản phẩm may mặc made in Việt Nam chiếm 6,4% thị phần thế giới. Trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu mặt hàng này tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp trực tuyến với hai tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản phía Nam và phía Bắc nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm trên cả nước, đặc biệt là cho thay thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tính toán những kịch bản cung ứng dài hạn hơn trong thời gian tới.
Đến thời điểm này, tổ công tác phía Nam đã kết nối được hơn 580 cơ sở cung ứng nông sản. Thực tế, nguồn cung thực phẩm không thiếu mà vấn đề nằm ở khâu tổ chức thị trường. Trong bối cảnh nhiều nơi hệ thống thương lái không thể duy trì, thì việc kết nối với tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là rất hiệu quả. Đơn giao quyền chủ động nông nghiệp, chính sở nông nghiệp là đơn vị mà nắm được chắc nhất cái mặt hàng vật tư là yếu, mặt hàng nào là cần phải chúng ta. Bên cạnh đó thì 19 tỉnh này thì các đồng chí thành lập cái đường dây nóng và tổ công tác của sở để có gì tôi điện thẳng luôn. Và nếu mà muốn có gỡ mình thì chúng tôi sẽ trao đổi với các đồng chí lãnh đạo ủy ban tỉnh. Chúng tôi cũng cách nói được một cái lượng hàng rất là lớn hàng ngày cho các hệ thống siêu thị, đặc biệt là lượng hàng thủy sản của các cái nhóm doanh nghiệp mà có vốn đầu tư của nước ngoài. Một cái doanh nghiệp của Singapore thì đặt kết nối được 1.000 tấn thủy sản và tổ đã chia ra cho 7 tỉnh để cung ứng, và ngày hôm qua là cũng nhận được một cái lượng đặt hàng hàng tháng rất là lớn. Và tổ đang kết hợp với nhiều tỉnh để lên một cái kế hoạch là liên kết sản xuất theo cái chuỗi bền vững và thích ứng với tác động của Covid. Hiện nhu cầu thực phẩm cho các thành phố lớn đã tăng dần từng tuần, nhưng với những khó khăn trong sản xuất lưu thông vật tư hiện nay thì dự báo sẽ khó đảm bảo nguồn cung. Hiện khó khăn nhất là thủy sản. Tại đồng bằng sông Cửu Long, trong 449 cơ sở chế biến thủy sản thì đã có 103 cơ sở đóng cửa, 21 cơ sở có ca nhiễm COVID-19, số nhà máy còn lại chỉ hoạt động được khoảng 30% công suất. Một nhà máy Samsung hay một nhà máy da giày á, khi anh đóng băng lại một tháng thì sau đó anh tái sản xuất lại bình thường. Nhưng mà đối với những nhà máy chế biến nông nghiệp, thuộc ngành nông nghiệp chúng ta đã đóng băng mà là sẽ ảnh hưởng tới cái sinh kế người dân và thậm chí nó sẽ đứt quãng luôn cho cái vụ sau nữa. Để chúng ta biện luận là cái gì? Chúng ta đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho cái đội ngũ nào mà nó liên quan tới một cái chuỗi ngành hàng trong nông nghiệp. Tỉnh Tiền Giang hiện đã có tiêu chí cho mô hình 3 tại chỗ để những cơ sở chế biến nào đáp ứng được thì cho hoạt động trở lại. Bắc Ninh và Bắc Giang đang đẩy mạnh sản xuất sau thời gian dịch bệnh. Đây là hai địa phương vừa phải chịu nhiều thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 thời gian vừa qua. Giờ đây, hoạt động sản xuất tại hai địa phương này đã cơ bản ổn định, trở thành vùng sản xuất an toàn. Mục tiêu của Bắc Ninh và Bắc Giang từ giờ đến cuối năm là tận dụng thời gian để phục hồi và phát triển kinh tế. Nhiều biện pháp, mô hình, sáng kiến đã được áp dụng tại đây. Tại tỉnh Bắc Ninh, hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại làm việc bình thường. Số lao động cũng đáp ứng khoảng 97%. Tiếp tục thực hiện mô hình 3 tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ. Nhiều công nhân nhận làm tăng ca để đáp ứng nhu cầu sản xuất và thu nhập. Thời điểm này tuyển lao động phổ thông đã khó, nhưng tuyển lao động có tay nghề còn khó hơn nhiều. Năm nay chúng tôi sẽ tuyển dụng khoảng 1.000 lao động phổ thông và 300 lao động có nghề trình độ cao đẳng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương thành lập tổ hỗ trợ công nhân để sắp xếp nơi ở cho công ty trong cùng một nhà trọ, khu vực gần nhau. Các công nhân làm việc không được di chuyển sang địa phương khác. Trong thời điểm này thì có nhiều doanh nghiệp đã làm tăng ca, làm 3 ca. Bình thường họ làm 2 ca. Nhưng các doanh nghiệp bây giờ đang tập trung 6 tháng cuối năm. Họ đã nhận đơn hàng rất nhiều để đảm bảo cho cái 6 tháng đầu năm bị đứt gãy. Thì đã nâng lên là 3 ca. Tương tự, tỉnh Bắc Giang cũng xác định mục tiêu 5 tháng cuối năm sẽ là động lực tăng trưởng. Nên sau khi dịch được khống chế, hoạt động sản xuất đã bắt đầu sôi động trở lại. Hiện hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại sản xuất. Giá trị công nghiệp tháng 7 cũng đã đạt 80% so với trước. Công nhân của chúng tôi đã thực hiện tiêm vaccine, theo dõi cập nhật đầy đủ các thông tin. Hiện đã có hơn 1.500 công nhân trở lại làm việc. Hiệu quả sản xuất tăng thêm 20%. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp luôn đặt vấn đề phòng chống dịch lên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu sản xuất để chống dịch để sản xuất. Các hoạt động kinh tế xã hội có thể vẫn được diễn ra ở trong một cái phạm vi nhất định. Ngay sau khi mà ta khống chế được dịch thì lại sớm đưa lại các hoạt động mà trở lại một cách bình thường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ làm cầu nối cho các doanh nghiệp trong việc lưu thông, ổn định đầu ra sản phẩm.
Sáng ngày 3 tháng 8 theo giờ Hoa Kỳ, tức là buổi tối theo giờ Việt Nam, đã diễn ra buổi tọa đàm trực tuyến về hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Hội thảo do Viện Hòa bình Hoa Kỳ, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức. Các đại biểu đã thảo luận về 6 trụ cột hợp tác trong thời gian tới trong việc tìm kiếm hài cốt bộ đội mất tích trong chiến tranh, trong đó có việc tiếp cận thông tin lưu trữ, nhật ký các trận đánh, tài liệu tác chiến, sơ đồ chôn cất liệt sĩ, ứng dụng công nghệ cao để xác định hài cốt, nâng cao năng lực tìm kiếm, tăng cường giao lưu nhân dân, thân nhân giữa các gia đình liệt sĩ, dành nguồn lực thích đáng cho việc thực hiện các trụ cột này. Thượng nghị sĩ Mỹ đánh giá đây là công việc khó khăn, nhưng cũng là hoạt động có ý nghĩa nhất. Hơn 40 năm qua, Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ với phía Mỹ, ngay cả khi Việt Nam bị cấm vận, để tìm kiếm hàng trăm hài cốt lính Mỹ mất tích ở Việt Nam. Và bây giờ là lúc chúng ta bước đi những bước đi đầu tiên để đáp lại việc làm này của Việt Nam. Theo thống kê, hiện còn khoảng 200.000 bộ hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm và khoảng 300.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Sự hợp tác, sự giúp đỡ, sự hỗ trợ của phía Mỹ sẽ giúp đẩy nhanh cái tiến trình tìm kiếm cũng như là hiệu quả của cái việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các cái liệt sĩ của chúng ta thông qua cái việc phía Mỹ cung cấp hàng triệu cái thông tin, tư liệu gốc, rồi các cái di vật cá nhân cùng với cái nguồn tài chính và cái công nghệ cao, thì điều đó nó cũng thể hiện cái thiện chí và tinh thần trách nhiệm của phía Mỹ đóng góp vào việc giải quyết một trong những cái hậu quả do chiến tranh để lại. Để thúc đẩy quá trình tìm kiếm hài cốt bộ đội còn mất tích trong chiến tranh, cũng có ý kiến đề nghị phía Mỹ sớm tài trợ xây dựng trung tâm kỹ thuật nhận dạng hài cốt tại Việt Nam. Thái Thanh, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Và phần cuối của bản tin như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết. Bản tin thời sự cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website đang hiện thị trên màn hình hoặc là tại ứng dụng VTV Go qua App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.